Chào tất cả anh em, hôm nay mình giới thiệu với anh em ba đặc tính kỳ lạ, rất là kỳ lạ luôn của cái pin C1 dùng trong motherboard, mainboard, laptop, máy tính hoặc là các thiết bị dân dụng y tế khác. Pin này nó lắp ở trong motherboard rất nhiều để lưu trữ các cái thông tin của cái chip, gọi là chip BIOS, lưu trữ về thời gian hoặc là các thiết bị về phần cứng. Bây giờ mình thử cho anh em đặc tính thứ nhất nha, đó là đặc tính không có pin nào có cả là chập hai cực của viên pin này, nó vẫn không sao cả. Đặc tính này rất là hay, chỉ có ở pin C1 này thôi nha. Bây giờ mình chập hai cực này, mình dùng cái nhíp này mình chập hai cực này, lập tức cái đèn này nó không đỏ nữa, nhưng mà mình mở ra nó vẫn đỏ lại bình thường anh em này. Tay mình bây giờ đang cầm cái này nó không có gây chảy, gây nóng, gây phổ hoặc là phỏng gì cả, không sao cả nha. Mình là giờ mình để rất là lâu nó cũng không sao hết, nó không nóng gì hết trơn, nhả ra là nó đỏ lại liền. Đặc tính này chỉ có pin C1, mình nhắc lại nha, đặc tính này chỉ có pin C1 mà thôi. Lát nữa mình sẽ giải thích tại sao nó lại có đặc tính này nhé. Đặc tính này rất là hay luôn, và các bạn, khi các bạn thấy mình làm như vậy không nên thử làm theo ở các cái loại pin khác nha. Những cái viên pin mà như là 18650 hoặc là những pin nickel khác á, là khi các bạn chập về là nó sẽ gây chảy, nổ và gây phỏng tay đó nha, rất là nguy hiểm và không nên làm theo nha. Chỉ làm ở pin C1 này mà thôi. Rồi bây giờ mình tiếp tục giới thiệu anh em đặc tính thứ hai này. Tiếp tục anh em ơi, bây giờ mình giới thiệu đặc tính của viên pin C1 này, mà đặc tính thứ hai của nó chính là nội trợ bên trong của viên pin này nó rất là lớn. Bây giờ mình làm thí nghiệm này anh em thấy tại sao nó lại có nội trợ lớn nha. Bây giờ mình sẽ chạm để cho cái đèn led này đỏ. Đồng hồ này mình đo ở hai cực âm dương của nó đó nha, để sẵn hiện tại nó đang chỉ là 2.9V này, mình chạm cái đèn led vào, lập tức vốn của nó xuống 2.3, đèn led chỉ đỏ rất là đẹp. Mình nhả ra lại nha, anh em thấy điện áp nó tăng lên lại liền ha. Chạm vào nha, xuống còn 2.3 nè, nhả ra nha là điện áp nó lập tức tăng lên lại liền này. Sở dĩ mình muốn làm thí nghiệm như thế này để anh em thấy là để mình giải thích ở cái vấn đề là điện trở ở bên trong của viên pin này là rất lớn, hay còn gọi là nội trợ của pin rất là lớn, cho nên nó không sinh ra được một cái dòng điện mạnh mà chỉ sinh ra được một dòng điện yếu đi qua viên pin mà thôi. Tính chất này là tính chất thứ hai của viên pin, và những cái viên pin khác là không có được tính chất này đâu các bạn nha. Mình nhắc lại đây là nội trợ của nó rất lớn. Chính vì đặc tính nội trợ rất lớn mà mình thiết kế cái mặt này để cho anh em thấy là mình sẽ chập cái công tắc này, hai chân của công tắc này nối vào âm dương và nó không làm sao cả nha. Khi mình chập thì nó không làm sao cả, nó vẫn hồi phục lại pin như cũ nha. Mình chập lại nè, đèn tắt nè, không vôn nè, anh em thấy nè, điện áp này nó sẽ hồi phục từ từ anh em ạ, nó sẽ lên lại từ từ. Ở trong viên pin này á, là có cái phản ứng hóa học để sinh ra cái điện áp. Cái điện áp này á, là nuôi để thành một cái viên pin. Chính cái những cái phản ứng hóa học liên tục xảy ra đó sẽ tạo ra một cái nguồn điện áp liên tục đó nè. Bây giờ mình đã giải thích cái tính chất thứ hai cho anh em thấy rồi nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái tính chất thứ ba. Tính chất thứ ba của viên pin này á, đó là khả năng mà pin này á, nó có một cái khả năng rất là hay là sử dụng lâu dài 3 năm tới 10 năm vẫn còn điện, tùy theo cái trường hợp mà anh em cắm điện vào mainboard hay là không cắm điện.
nếu anh em cắm điện vào main board thì nó sẽ chuyển qua dùng điện, pin tạm thời ngưng không sử dụng. Nhưng khi anh em rút nguồn của cái motherboard hoặc là mainboard ra thì viên pin lập tức hoạt động cung cấp cho cái chip BIOS một nguồn năng lượng rất là nhỏ, chỉ tầm là vài miliampe thôi, để có khả năng là lưu trữ những thông tin mà người ta đã sao chép ở bên trong, ví dụ như thời gian, ví dụ như là quá trình quản lý phần cứng, quá trình khởi động của cái phần mềm ban đầu, vân vân. Đó là khả năng đặc biệt thứ ba của pin C1 này, và những viên pin khác không bao giờ có đâu các bạn nhé. Tất cả những viên pin khác đều tồn tại 1 năm 2 năm là đã thấy nhiều rồi, còn viên pin này có thể 3 năm tới 10 năm các bạn nhé. Các bạn từng sai vi tính là biết rồi, pin C1 này rất ít khi mà thay, chỉ khi nào mà thấy thời gian của nó không lưu trữ thì bắt đầu mới thay. Đó là đặc tính thứ ba. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái đặc tính là chập pin nó không sao cả, và mình muốn đo bằng đồng hồ để cho các bạn thấy là khi chập pin thì nó ăn dòng bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ lấy cái đồng hồ này các bạn nha. Bây giờ mình lấy cái đồng hồ này, đồng hồ vàng năng này, mình để ở thang đo miliampe, chuyển qua chế độ một chiều nha. Bây giờ là 000 nha. Mình sẽ dùng hai cái đo của nó này kẹp vào để coi thì là nó ăn dòng bao nhiêu các bạn nha. Kẹp đúng âm dương này nó mới qua này. Đó, bây giờ mình đã kẹp đúng dòng, bây giờ là 0.45 mA. Mình để lên cho anh em thấy chỉ nha. 0.45 mA. Một cái dòng điện cũng là tương đối nhỏ phải anh em. Dòng điện tương đối nhỏ. Nó quá nhỏ luôn. Dòng điện mà bây giờ 0.45 mA. Có nghĩa là chưa đủ 1 mA nữa. Mà anh em thấy 1 mA này là quá nhỏ nha. 1000 mA mới bằng 1 ampe. Mà trong khi mình đang chập như thế này là chưa tới 1 mA này, chỉ bằng một nửa của 1 mA thôi. À, đây là mình minh chứng cho anh em thấy rằng khả năng khi chập hai viên cực của viên pin C1 này nó không gây chạy nổ gì cả đâu. Bởi vì dòng của nó bây giờ chưa tới 1 mA, làm sao mà chạy nổ cái gì được, và nó cũng chẳng tiêu hao bao nhiêu điện cả. Thôi bây giờ hôm nay mình xin dừng video ở đây nha. Mình vừa giới thiệu cho anh em ba đặc tính rất là kỳ lạ mà chỉ có ở pin C1 mà thôi. Xin chào tất cả anh em. Xin anh em một like, một subscribe để ủng hộ kênh Phát Điện. Xin chào và hẹn gặp lại.